Kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa, tôi đã chuẩn bị cái bài này một tháng rồi mà không có giảng được. Hôm nay không biết có giảng được hết không. Cầu nguyện cho tôi là sẽ nói cho tiếng người rõ ràng, chứ không sợ không nói rõ thì cái bài giảng cũng vô ích mà thôi. Trước hết chạy cận khỏi cái microphone xem được không. Quý vị nghe hết chưa? Rồi. Trước hết chúng ta xin cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, chúng con biết rằng mọi sự hợp lại là ích cho kẻ yêu mến Chúa. Cho nên những lời của chúng con nói ra hay là ghi nhớ lại cũng là được ích cho chúng con trong cuộc tìm hiểu đạo của Ngài. Đạo của Ngài là lời của Chúa Giêsu Christ qua các sách của Kinh Thánh, làm cho chúng con một tin tức về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, sự thông công và sự hợp lại của Thần Linh của Ngài để cho chúng con có được cái đời sống một cách ý nghĩa, như là thế nào là đạo của tin lành. Đạo tin lành là gì? Xin Chúa giữ gìn bảo vệ và chỉ dẫn chúng con về cách trình bày cái đạo lý của tin lành như thế nào, để cho chúng con biết mỗi người chúng con là người tin lành thì phải làm những gì trong cuộc sống của chúng hiện tại. Con tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước hết tôi dùng cái Philip này để mà giới thiệu bài đề tài của tôi. Hôm nay tôi soạn cái bài hơi dài nhưng mà thời gian chắc không có, tôi sẽ cắt chất càng ngắn càng tốt. Cái thứ hai nữa là cái giọng của tôi cũng không được rõ lắm. Thế nên xin lỗi. Đầu tiên là cái đạo tin lành. Đạo tin lành là gì? Giờ quý vị ra ngoài đời, họ gặp quý vị là người tin lành thì họ hỏi người tin lành như thế nào, quý vị trả lời sao cho. Tôi cũng ngưỡng khi mà ai mà hỏi mà mình không chuẩn bị thì chắc không biết trả lời sao. Đạo tin lành là đạo làm lành phải không? Có phải không? Phải. Nhưng mà không phải làm lành mà thôi, mà còn coi chừng làm dữ nữa. Người ta nói tin lành là lành lắm, nhưng mà nhiều khi chúng ta làm còn dữ hơn tin người ngoài nữa. Cho nên cẩn thận bên vấn đề về ngôn ngữ. Cho nên ở trong này tôi dùng sách Philip để giới thiệu cái chữ gọi là ở trong câu 5, vì cớ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi xin chắc rằng đấng đã khởi đầu việc lành cho anh em sẽ làm trọn cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Làm chứng về đạo tin lành cho anh em cũng có phần ân điển của ban cho tôi. Như vậy người nào mà giảng tin lành, nói về đạo tin lành thì được phước. Đó là điều mà tôi dùng cái đề tài ngày hôm nay để mà giới thiệu quý vị. Còn khi mà người ta hỏi mình là tin lành thì mình sẽ trả lời sao? Thì tôi có sửa soạn cho quý vị một điều này. Có cái tín điều của tin lành của người tin lành Việt Nam chúng ta đó, CME đó. Ai trong hội thánh CME thì biết rồi. Tín điều của tin lành có nói là tôi tin Đức Chúa Cha là đấng thượng lên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của vân vân vân. Đó là cái điều mà nói về người tin lành. Người tin lành là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh và sau đó là hội thánh của Ngài. Những người cùng nhân danh Chúa Giêsu và tất cả trong cái câu kết của nó là tôi tin Thánh Linh, tôi tin hội thánh phổ thông và sự thương lại của thân thể và sự sống đời đời. Sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời, đó là người tin lành. Người tin lành làm cái gì để có gọi là đạo tin lành. Cho nên tôi có chuẩn bị mấy bài là bài học sau đây. Phần thứ nhất là đề tài là đạo tin lành. Tin lành là sách phúc âm, tin mừng hay là tin lành là gospel. Thì nói về tin lành chỉ về bốn cuốn sách tin lành gồm có sách Matthew, Mark, Luca, Giăng là bốn sách tân ước gọi là tin lành. Sách tin lành hay nói một cách khác là nói về Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế, đấng Christ, cơ đốc, gospel, viết tắt của tiếng Hy Lạp và dịch ra tiếng Việt là tin mừng, tin lành, đạo tin lành, vân vân. Tất cả cái đó là không phải là đạo tin lành là người làm lành đâu. Mà đây là gospel, là tin mừng.
Người Việt Nam tôi có dạy cho các cháu nhỏ trong nhà. Nguồn gốc của người Việt thì nói là ban đầu có ngôi lời. Quý biết ngôi lời là cái gì không? Lời Đức Chúa Trời biết rồi, nhưng mà người Việt Nam đầu tiên dùng cái chữ ngôi lời. Thì bây giờ mình nói là ngôi lời không, nhiều khi cũng luống cuống không biết là tại sao lấy là ngôi lời là cái gì. Thì cái chữ Việt Nam đầu tiên của Việt Nam, mấy cái giáo sĩ sang Việt Nam họ dịch cái chữ ngôi lời, ngôi Đức Chúa Trời. Đức trước bờ lời, Đức Chúa bờ lời tức là Đức Chúa Trời đó, nghĩa là Đức Chúa lời. Nói không được bằng tiếng chữ lời thì nói là bờ xưa rồi, nói là bờ lời. Có nghĩa là tin mừng, phúc âm, tin lành. Tin lành là tin tức tốt lành của Đấng Cứu Thế Jesus Christ, chứ không phải là việc làm lành, nhớ ngay. Tin lành là tin tức tốt lành của Chúa Jesus Christ, là Đấng Cứu Thế. Đấng đó đã cứu mình, Đấng đó sẽ chết đền tội thay cho mình. Đó là đạo hiến sinh một cách rất là đặc biệt trong đạo tin lành. Tin mừng, phúc âm, tin lành là gì? Là lời nói, thông điệp của một thánh nhân nói về cứu rỗi mà Ngài đã đem lại hòa bình, sự cứu rỗi cho nhân loại. Ngài là thần thánh, là Chúa Jesus Christ, là Chúa cứu thế của nhân loại. Như vậy tin lành là nói về một người, người đó là Chúa Jesus. Amen. Kinh Thánh ở trong Philip thì đáng lẽ chúng ta coi được trong Philip tuần 1 câu 1 đến câu 30, nhưng mà chúng ta cắt gọn lại chỉ nói ở trong 7 câu mà thôi để giới thiệu cái đạo tin lành. Cái chữ đạo đó là cái nói nay tôi nói là Đức Chúa Trời bởi lời đó. Đức Chúa Trời, lời của Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ. Và cái đạo tin lành là đạo nói về cái đấng mà dùng cái lời của mình để giảng dạo đạo của Đức Chúa Trời. Ở trong Philip đoạn 1 câu 1 câu 30, hay là trong Công vụ Sứ đồ đoạn 8 câu 35, hoặc là Matthew đoạn 7 câu 3, 13, 14, nó có nói về Kinh Thánh. Kinh Thánh là cái nơi hay là cái tài liệu mà Đức Chúa Jesus Christ bắt đầu được rao giảng ra cho tin lành cho mọi người. Kinh Thánh cho biết đạo là con đường, có ngõ rộng và ngõ hẹp, mà loài người thường thích đi vào đường ngõ rộng dẫn đến hư mất. Nhưng ở trong Kinh Thánh nói rằng hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng đi đến sự hư mất, và cửa hẹp thì dẫn đến sự sống đời đời, kẻ kiếm thì được ít. Nhắc lại là ngõ rộng thì khoảng khoát cho nên người đi, mà trong đó thì đến chỗ hư mất thì nhiều hơn là những người đi vào trong ngõ hẹp thì nó hẹp hòi nhưng mà dẫn vào sự sống đời đời. Đó là vấn đề về trong Thi Thiên có dạy, là Thi Thiên 1 câu 1 có nói là phước cho người nào không theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi vào chỗ kẻ nhạo báng. Tin lành là đạo đi theo Đức Chúa Jesus Christ và thánh được chỗ và tránh được chỗ gian ác. Sống theo Jesus Christ là theo đạo lành. Sống theo Chúa Jesus Christ là sống theo đạo lành. Lá thư ngắn ngủi của Phao-lô gửi cho hội thánh Philip, ông có nhắc lại 7 điều và trong đó có nói đây tấn tới đức tin về đạo tin lành. Ông tin rằng dù sống hay chết, Chúa Jesus Christ là sự sống của ông và sự chết cũng là ích lợi cho ông. Như vậy Phao-lô không quan trọng vấn đề về sống hay chết, mà sự sống sự chết đều có ích lợi cho ông hết. Đó là điều Phao-lô đã nhắc nhở. Cho nên bài học này tôi chia làm 4 phần mà tôi trình bày quý vị. Phần thứ nhất là giải thích thêm đạo tin lành là gì. Thì phần thứ một là đạo là đường đi, lẽ thật và sự sống ở trong răng, có nói điều đó. Điều thứ hai, Đức Thánh Linh là đạo tin lành là Đức Chúa Giêsu phục sinh. Đạo tin lành là Đức Chúa Giêsu phục sinh, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là đạo tin lành là đạo yêu thương. Ai theo đạo tin lành là đi theo đường lối của sự yêu thương Đức Chúa, chỉ dẫn cho cách thức để mà yêu nhau và yêu Chúa, yêu người. Amen. Kết luận thì chúng ta sẽ tìm kiếm sự
thật của sự tự do, tự thật sự và sự hiến sinh của người theo đạo. Như vậy, sang phần thứ tư của bài học hôm nay, đạo tin lành là gì? Thì trong Giăng đoạn 1, câu 1, câu 5 có nói là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời là the word, hay là tiếng Pháp là paron, có nghĩa là lời, là tiếng nói, hay tiếng Việt mình thì dùng chữ đạo, đạo tức là đường đi, lẽ thật và sự sống, đó là Chúa Giêsu nói. Như vậy, phần thứ nhất của bài học hôm nay là đạo là tin lành, là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ở trong Giăng đoạn 14, từ câu 11 đến câu 7, có nói về Thomas xin Chúa chỉ cho con đường phải đi là đường nào. Sang đến Philip thì xin nói là xin chỉ cha cho chúng con là đủ rồi. Và cái ông Judea thì ông nói là Chúa tỏ mình cho Chúa, cho môn đồ Ngài mà không cho thế gian, tại sao như vậy? Thì câu chuyện sẽ đi về cái lẽ thật của đạo tin lành, đó là ta là đường đi, chân lý, sự sống, Đức Chúa Trời cho biết ai nấy đều là ai thấy ta là thấy cha ta, thấy Giêsu Christ là thấy Đức Chúa Trời. Thứ ba nữa là Chúa Giêsu cho người nào yêu mến Ngài là các môn đồ Ngài làm theo và giữ theo lời dân của đạo Chúa. Như vậy cái bài học thì tóm tắt ở trong Giăng đoạn 14 đó, câu chuyện rất là dài, nhưng tôi tóm tắt lại là khi người ta hỏi về Chúa Giêsu Christ, đạo là gì? Cho chỉ Chúa bảo ta đi, ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ và ta trở lại, thì hầu cho ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Thì Thomas hỏi là chỉ cho ông con đường phải đi. Thì con đường này có nghĩa là đạo. Nó dịch ra từ chữ Nho, chữ Hán, đạo là con đường đi, là lẽ đi, đường đi, nẻo đường, bước đường. Và trong triết học người ta gọi đạo tức là đường lối mà một cái tôn giáo hoặc là niềm tin thì theo. Như vậy thì Thomas đã hỏi về là chỉ đường, có nghĩa là chỉ lẽ đạo, lối đi. Thì Chúa Giêsu Christ qua ba người hỏi Chúa thì Chúa trả lời là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, không phải ta, bởi ta không ai đến cùng cha. Đó là điều quan trọng mà câu chuyện thứ nhất mà tôi chuyên trình bày. Như vậy đạo là lối đi, là đường đi độc nhất để dẫn đến chân lý và gặp Đức Chúa Trời, để qua Chúa Giêsu Christ sự thật vâng lời và làm theo là một môn đồ của Chúa để được sự sống đời đời và được gặp Đức Chúa Trời. Quan trọng nhất của con người theo Chúa là được gặp Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có đạo để dẫn đến thì chúng ta không biết. Và đường đạo đó phải đi theo một lẽ thật, tức là chân lý đó. Phải có cái chân lý để theo, mà nếu không có chân lý thì không biết đường lối đi đâu. Và cuối cùng, thì tại sao ông Judea ông hỏi Chúa Giêsu? Judea đang gọi Judas Iscariot, mà Judea này là một môn đồ khác, là hỏi Chúa. Thì tại sao Chúa lại che giấu đi, không bày tỏ cái điều bí mật nào đó, mà không nói cho người ngoài mà chỉ nói cho các con cái Chúa mà thôi? Thì Chúa nói trả lời sao? Chúa nói là vì tình yêu thương. Chúa biết những người đó yêu mến Chúa, cho nên Chúa mới tỏ ra. Còn những người khác thì họ chưa biết tình yêu thương, cho nên chưa được tỏ ra. Đó là điều bí mật mà chúng ta thấy trong phần thứ nhất của bài học ngày hôm nay, nói là ta là đường đi, lẽ thật, sự sống. Và điều quan trọng hơn hết là có những điều Đức Chúa Trời bày tỏ, Chúa Giêsu bày tỏ ra cho môn đồ của Ngài, và có những điều Ngài không muốn bày tỏ ra bởi vì Ngài yêu họ và biết rằng họ yêu Ngài. Còn những người khác chưa đủ cái trình độ hay là cái mức độ yêu thương để mà hiểu biết được lời đạo của Chúa. Đó là điều chúng ta biết điều thứ nhất. Như vậy là đạo tái sinh dẫn đến tình yêu thương, và sau cùng là vai trò cứu thế hiến sinh của Chúa Giêsu Christ. Thì đó là điều mà tôi muốn trình bày lần lượt từng phần một, phần thứ hai qua phần thứ hai. Đạo tin lành là phải xích lại, tái sinh, có nghĩa là
Xin trở lại, cho nên chúng ta thấy ở trong Nicodem, câu chuyện Nicodem chắc mọi người đều nghe hết rồi. Nicodem đến với Chúa để làm gì? Ông đến ông hỏi, không phải ông hỏi mà ông xác định, ông bảo là chỉ có Chúa là cái người đã làm những công việc lạ lùng. Chỉ lời ông là người phải ở tới trời xuống thì có thể làm được, còn ngoài ra không ai có thể làm giống như Chúa Giêsu. Điều đó có đúng không? Thì Chúa ông định hỏi Chúa về vấn đề về làm cách nào để mà làm được việc như là Chúa Giêsu đã làm, có quyền năng, có sức mạnh, có thần linh. Thì Chúa không có trả lời ông trả lời trực tiếp, mà Chúa nói là ngươi phải sanh lại. Như vậy sự tái sanh là một lẽ đạo thứ hai mà tôi hôm nay tôi trình bày. Đó là lẽ đạo của phải chết đi và sống lại, tức là công nhận là người phải sống lại sau khi đã chết. Và khi người con người nghe Chúa dạy dỗ rất là nhiều, cho nên ngày một ngày kia Lazaro bước ở trong mộ ra, thì đó là điều mà Chúa chứng minh rằng con người có thể chết và có được sống lại. Như vậy sự sống lại là lẽ đạo tin lành đặc biệt thứ nhì mà tôi vừa trình bày. Sống lại thì thân thể đã chết, mà con người thì ngoài nhà nhìn ngoài thì không thấy, mà chính Chúa đã chuẩn bị ông Lazaro để ông chết đi 4 ngày rồi. Sau đó thì ở trong mộ mà Chúa kêu gọi ông đi ra và ông đã sống lại. Đó là điều mà chúng ta thấy là điều thứ hai là đạo tin lành, là đạo của sự sống lại. Và đi nhanh chóng để qua phần thứ ba. Đạo tin lành là tình yêu thương. Thì cái này thì dễ cho quý vị rồi. Tôi chuẩn bị rất là dài nhưng mà tôi sẽ tóm tắt về điều này. Như vậy đạo tin lành là tình yêu thương là đạo thế nào? Như vừa đúng đi tin lành là yêu thương à? Có ai yêu thương không? Lúc nãy ông mục sư Michael ông nói về hát bài học hiến cả thầy cho ngài đó. Tôi có lần trước hồi xưa hồi sinh viên đi học đó, trong bụng luôn luôn không có thức ăn, đói lắm, tiền trong túi thì cũng không có bao nhiêu, nhiều khi không có đồng nào hết, mà trong khi vào trong hội thánh hát hiến cả thầy cho ngài, mình cũng hiến cả thầy cho ngài mà trong túi không có đồng nào hết. Đó là điều mà chúng ta biết ngày hôm nay có những trường hợp nó xảy ra như vậy. Mình muốn một điều nhưng mà điều mà có không có được, hay là có nhiều người hiến cả thầy cho ngài, mình có cả cơ thể, cả triệu bạc, có cả tỷ bạc, nhưng mà khi đi dâng hiến cho Chúa thì bỏ ra mấy đồng, một đồng xu hay một hào hay là đồng bạc rách dâng lên cho Chúa. Như vậy là hiến cả thầy cho ngài, người ta giễu mình chứ không phải là thực sự trong đời sống chúng ta. Nên cuộc đời chúng ta nhiều khi như vậy đó, tưởng là mình yêu thương, tưởng là mình giúp đỡ mọi người, nhưng tình thật mình làm cho ta xong chuyện chỉ cho có ăn thôi. Lúc nãy ông mục sư Michael ông nói là cần một số tiền để giúp đỡ cho vấn đề mở trường tin lành cho đủ người học mấy chục ngàn đó. Chúng ta thấy rằng hội thánh có thể làm được không? Tôi nghĩ là hội thánh mình có thể làm được. Amen. Không biết mục sư Nguyên thế nào, nhưng mà tôi nghĩ là những cái chuyện nhỏ, không phải chuyện nhỏ, chuyện lớn đối với họ cho là chuyện lớn, nhưng mà tình thật thì mình chẳng có gì là lớn cả. Cho nên những cái điều mà chúng ta mơ ước được mà muốn làm thực hiện được là chúng ta vượt qua cái sự cố gắng của mình bằng cái gì? Bằng tình yêu thương. Vì tôi thấy có một bài giảng nào cũng kéo dài ra, hay như tôi đang nói này dài dòng lắm, nhưng mà quan trọng nhất nó tóm tắt lại có hai câu thôi. Có mấy câu thôi, chỉ đâu phải hai câu, mấy câu thôi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con đó không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì cái nào mà được sự sống đời đời? Cái gì cho chúng ta sự sống đời đời? Tình yêu thương. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, qua cái sự yêu thương đó đem cái đạo tin lành trở thành cái đạo có thật sự yêu thương rồi có thể giải quyết được. Nếu chúng ta không có tình yêu thương, ngày hôm nay tôi không gặp quý vị đây đâu. Không có người nào đây mình gặp nhau được hết. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, cho nên cho phép chúng ta có thể gần nhau, giúp đỡ nhau và thi hành những công việc mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm để giúp ích cho nhau. Chứ không phải giúp ích cho Đức Chúa Trời đâu, giúp ích cho nhau.
Cho nên răng đoạn 3 câu 16 trở thành một cái mấu chốt của vấn đề đạo tin lành bày tỏ cho mọi người, và nó có effect rất là mạnh mẽ, là nó giúp cho con người nhờ tình yêu thương mà có thể làm được mọi việc, và đó là được cái sự sống đời đời. Và trong cái đó tiếp theo, trong đó hai câu tiếp theo 13 câu 16, 17 nữa và câu cuối cùng: Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian này không phải là để định tội thế gian này, nhưng mà nhờ con đó mới được cứu. Nhưng mà có điều cuối cùng cho biết rằng nếu mà không ai không chịu được cứu á, thì coi chừng, vì không người nào mà không tin Chúa là có tội, nguy hiểm lắm. Cho nên phải cẩn thận trong những lời chúng ta đọc trong lời Chúa. Amen. Đó là ba điểm chính mà hôm nay tôi muốn đi nhanh chóng. Tôi muốn trình bày cái bài này một lần khác được đầy đủ hơn, trong khi tôi khỏe hơn một chút và đầy đủ hơn. Nhưng mà hôm nay thì tôi đi đến kết luận sau đây. Đạo tin lành là đạo hiến sinh, như chúng ta vừa nói. Đạo hy sinh, hiến sinh, đạo ba cái hôm nay vừa nói. Đạo tin lành là đường đi, là thật và sự sống. Đạo tin lành là tái sinh, và đạo tin lành là hiến sinh. Qua sự hiến sinh của Chúa Giêsu Christ, có một điều đặc biệt mà tôi đọc lời Chúa đó, là khi nhớ đến Chúa Giêsu Christ làm việc, thì Ngài luôn luôn nói cái gì thì Ngài nói xong rồi Ngài làm. Ngài chữa lành cho người ta thì người ta ném đá Ngài. Ngài dạy dỗ thì người ta tìm cách giết Ngài. Ngài nói này là con Đức Chúa Trời thật sự, Ngài nói thật thì người ta bảo Ngài nói dối, Ngài là ngạo mạn, Ngài hôn sược Đức Chúa Trời, và người ta tìm cách để giết Ngài. Cứ mỗi lần Đức Chúa Giêsu làm việc gì tốt thì người ta lại tìm cách để mà hãm hại, mà hành hạ, để giết. Cuối cùng thì họ đem Chúa lên thập tự giá để đền tội cho loài người. Nhưng mà trong khi Chúa lên thập tự giá để tội loài người, là lúc đó là lúc mà Đức Chúa Trời cho phép Chúa Giêsu hoàn tất tất cả những chương trình mà Ngài muốn con và cha làm việc giống như nhau. Nên Chúa Giêsu luôn luôn nói một điều này: ta làm việc gì là cho cha sai làm, và Chúa không làm việc gì ngoài việc mà cha sai làm hết. Cho nên tất cả những điều mà Chúa làm cho chúng ta là do Đức Chúa Trời mong muốn để được. Không phải cái vấn đề là Chúa không có quyền, nhưng Chúa muốn cho sự tôn trọng, có cấp bậc từ trên xuống dưới, và có thứ tự trong vậy, trong vấn đề thứ tự của loài người, quyền năng của loài người, mà thứ tự này là thứ tự của vấn đề thần linh của Chúa. Cho nên chúng ta nhớ lại Chúa Giêsu rất là dễ thương, là chỗ là Ngài nói và Ngài làm. Ngài nói là các ngươi có tội, các ngươi phải chết. Nhưng bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, cho nên đã cho Chúa Giêsu xuống để chết đền tội chúng ta. Và khi nói như vậy thì Chúa nói xong rồi Chúa làm việc đó. Chúa chỉ để cho người bắt Chúa đóng đinh lên cây thập tự và giết đi. Việc này nó gọi là hiến sinh, tức là chết để đền tội cho một người khác. Thì trong Kinh Thánh có dạy rằng cái điều nào mà cái người bạn mà quý nhất của mình là người bạn đã bỏ mạng sống mình vì mình, hay là mình nói khác là mình nếu mà quý người bạn của mình á, thì có nghĩa là mình yêu người nào mà yêu nhất, có nghĩa là mình chết thay cho người đó. Tôi thấy các cô các cậu trẻ, hay là mình hồi xưa tôi cũng trẻ chẳng hạn, đi theo nhà tôi mà yêu thương, có thể là lúc đó mà muốn bảo là chết mình cũng chết đó, nhưng mà khi bảo chết thiệt chắc là không dám đâu. Không dám đâu, em không dám đâu. Cho nên có nhiều điều chúng ta tưởng là chúng ta làm được, nhưng mà tình thật chúng ta không dám làm. Bây giờ một người đang thấy nhà đang cháy, có người ở trong đang thấy có người đang ở trong cháy nhà đó, bằng bị cháy, thì mình làm sao? Mình đi vào trong để cứu ra. Cái đó không phải là hiến sinh đâu, mà mình vì tình cờ, hoặc là mình có lúc đó vì trách nhiệm con người, mình làm theo cái hứng của mình thôi. Chứ nếu mà mình biết mình vào đó mình chết, chắc chắn mình không vào đâu. Cho nên cẩn thận. Người hiến sinh là người biết chắc mình yêu người đó, và nếu người đó bị tai họa thì mình có thể hứng chịu để mà
nhận lấy cái trách nhiệm đó, thì cái đó gọi là hiến sinh, dùng cái hy sinh của mình để mà cứu một người, thì điều đó trong Kinh Thánh dạy là đó đều tốt nhất. Cho nên tôi xin đọc một vài câu Kinh Thánh về tội lỗi cho mọi người. Trong Roma đoạn 12 câu 1 câu 2 có nói là Đức Chúa Giêsu làm giá chuộc tội dân thân thể mình làm của lễ sống và thánh để chuộc tội cho nhân loại, chứ không phải cho một người nào đó, một vài người, mà cho cả nhân loại. Đó là điều thứ nhất. Roma đoạn 10 câu 13 có nói là ai kêu cầu danh Ngài thì được cứu. Kêu cầu danh Ngài đó là danh Chúa Giêsu Christ. Và trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 25 mà tôi sẽ dùng là kết luận ngày hôm nay, lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Đó là đạo tin lành đã rao giảng cho anh em. Đây xin mời quý vị thuộc câu này cho tôi hôm nay. Không có nhớ câu nào hết thì nhớ câu này. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 25, lời của Chúa còn lại đời đời. Chú nói theo tôi, lời của Chúa còn lại đời đời. Lời của Chúa còn lại đời đời. Amen. Hallelujah. Và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Chính cái nhờ đời lời đó mà tin lành được đồn ra khắp đất. Đạo tin lành được dài ra khắp đất là nhờ lời của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Không thể hết được. Lời của Chúa còn lại đời đời. Và nó là đạo tin lành để giảng cho chúng ta. Đó đều kết luận. Trước khi kết luận lại cái câu này đó, tôi xin đọc một vài câu và tôi kể câu chuyện để chấm dứt bài học giải giảng hôm nay. Trong Giăng đoạn 3 câu 16 cũng có nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Quý vị đọc với tôi cái đoạn này đi. Vì Đức Chúa Trời đến nỗi đã ban con một của mày, dầu cho ai tin con đó thì hư mất và được sự sống. Rồi câu tiếp tiếp 17 thì nói sao? Đức Chúa Trời ban con Ngài chúng ta không phải đến để đoán xét chúng ta đâu, mà để con nhờ con đó mà được cứu. Nhờ con đó mà được cứu. Đức Chúa Trời ban con Ngài cho chúng ta để mà không phải để xét đoán chúng ta, mà để nhờ con đó mà được cứu. Đó là điều quan trọng. Nhưng mà con điều cuối cùng á, nếu người nào mà không tin Chúa mà chưa đã biết là Đức Chúa Trời hy sinh cho mình để được cứu rồi mà mọi người không chấp nhận, coi chừng. Cái đó là không còn chấp nhận được nữa. Có nghĩa là sẽ bị mắc tội suốt đời luôn. Cẩn thận nha. Về đọc cái những đoạn Kinh Thánh này. Rồi bây giờ tôi xin, trước khi chấm dứt thì tôi cũng xin đọc lại Giăng 15 câu 13 câu 17, 12 và 17. Xin đọc lại với nhau, coi đoạn này một chút. Giăng đoạn 15 câu 13, 12, 17 hay nói khác là 12, 13, 17. Câu 12 có nói như thế này. Điều dân của ta là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi phải yêu nhau thế đó. Nói với nhau đi. Các ngươi phải yêu nhau. Đó là điều rất quan trọng. Hãy yêu thương nhau. Chúng ta phải yêu thương nhau. Đó là điều thứ nhất. Câu 13. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mình mà phó mạng sống mình, với tôi vừa giảng nãy. Điều thứ hai. Điều số 17 câu nói là ta truyền cho các ngươi điều dân này để các ngươi yêu nhau, yêu mến lẫn nhau. Truyền lời yêu thương này để các ngươi yêu mến lẫn nhau. Đó là ba cái điều quan trọng. Đức Chúa Trời muốn yêu thương nhau thì như Ngài đã yêu chúng ta, và chúng ta quyết định rằng không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu hiến sinh mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Cho nên bây giờ tôi xin kể câu chuyện và chấm dứt bởi bài học năm nay. Tôi định kể ba câu chuyện, nhưng mà tôi nghĩ là không nên, câu chuyện không nên kể. Câu chuyện thứ nhất tôi muốn kể là câu chuyện này. Đây là chuyện ở trên website không, chứ không phải chuyện của Hội Thánh, không phải của ai hết. Có một con gái, chắc quý vị có nhiều tôi nói thì biết rồi. Cô ta học trường đại học, đại luật năm thứ ba. Thì cô ta mới bị tuyên án tử hình. Bị tuyên án tử hình về tội giết cha mình và đốt nhà để phi tang. Chúng ta bao giờ ngờ chuyện đó không? Một người con gái được cha mình nuôi dưỡng rất là khó nhọc, ông có nhiều con. Đứa nào cũng dạy dỗ và ông bắt buộc phải học cái này. Ông chỉ định cái cô con gái này là học phải ra luật sư. Cho nên đã học đến năm thứ ba rồi. Bây giờ đến năm thứ ba không biết hai cha con ở với nhau, có hai người trong một nhà thôi. Không phải là nhà
có dịp tiện là hai người ở trong một nhà. Thì cô ta nghĩ thế nào không biết. Học đến năm đại học năm thứ ba rồi. Và học luật nữa thì chắc là không phải là chuyện nhỏ phải không? Cũng là người trưởng thành rồi chứ không phải là học sinh nữa. Nhưng mà tại sao lại giết cha mình? Thì đã đi đến quyết định là giết cha mình. Và cuối cùng thì bà muốn phi tang thì đốt nhà luôn. Cho nên vừa giết cha vừa đốt nhà. Thì khi tuyên án thì nói cô ta có hối hận không? Thì cô ta hối hận lắm nhưng người ta chưa hiểu tại sao cô ta làm điều đó. Đó là điều mà tôi muốn trình bày điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái điều này mà tôi nói tôi sợ sợ mấy người trong nhà sẽ la tôi. Hay là quý vị cứ la tôi. Con nít á, cho nó ăn uống cái gì thì nói cho thật, đừng có nói dối. Nói cho thật, đừng có nói dối. Mì là cho ăn mì, nó thích ăn mì, cho nó ăn mì rồi. Thì bảo nó thích mới ăn mì, vậy sao nó đòi ăn mì rồi thì đừng để thì lấy mì đó cho nó ăn. Lấy một món mì khác, thay thế món mì đó. Và nói đây là mì, cũng mì cả, nhưng mì của nó là mì gói. Mì này là ly, chắc có gì đó khác nhau. Cho nên nó thích ăn một thứ mì, mà cuối cùng mới đưa thứ mì khác ra, bảo đó là mì. Nó không chịu. Đó là điều thứ hai. Câu chuyện thứ hai nhớ ngay. Nói với con nít phải nói cho thật, sự mì là mì nào, mì gói hay là mì ly, hoặc là mì Đại Hàn, mì Nhật, mì Việt Nam, vân vân. Mà con nít nó thích ăn cái mì nào thì cho nó ăn mì đó. Mà không cho nó ăn thì nhất định không được cho, đừng có nói là đây là mì, lấy mì giả. Mà thay thế mì thật của nó thì điều đó làm cho nó nổi cáu lên. Nó nổi cáu lên chứ không phải không đâu. Và chúng ta làm lạ tại sao con nít nổi cáu mới 1, 2 tuổi, 3, 4 tuổi nổi cáu lên được. Bởi vì người lớn đã nói dối con nít là điều thứ hai tôi muốn khởi kiện. Bây giờ câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ ba này cũng rất là quan trọng. Tôi thấy có một đứa bé ngồi trên cái giường và mẹ nó đang hỏi nó ai vẽ bậy trong cái tường và cái giường này. Nó vẽ lấy bút màu, nó vẽ tùm lum hết tường, chiếu, chăn, mền, bùn màn, tùm lum hết, nó vẽ tùm lum hết. Giờ hỏi ai đã vẽ cái này? Thì nó nói cái gì biết không? Bố không làm điều này. Thì mẹ nó hỏi bố, tức là ba mày không làm phải không? Ai làm? Thì nó trả lời lại, ba không có làm điều này. Và cứ hỏi là ai làm, nó không có trả lời ai làm hết. Mà có lẽ là nó làm rồi. Nhưng mà nó không trả lời, mà nó chỉ nói một điều quan trọng nhất là ba không làm điều này. Ngày hôm nay chúng ta suy nghĩ điều này và tôi cũng suy nghĩ về này. Nhiều khi mình còn nói dối mình nhiều hơn là nói dối con mình nữa. Mình nghĩ rằng cái điều đó đúng mà nhiều không đúng. Mình cứ bắt con nó phải khai thật sự ra là nó. Nhưng mà nó biết một điều thôi là nếu mà nó đụng với bố của nó là nó thương bố nó. Có lẽ cái điều này nói rõ ràng ra là cái đứa bé này nó thương bố nó lắm. Cho nên khi nó hỏi ai làm điều này thì nó không nhận nó làm. Nhưng mà nó cũng không để cho bố nó bị tội. Cho nên trả lời mẹ nó 10 lần thôi. Tôi thấy nhiều lần, nhưng mà lặp đi lặp lại, ai làm điều này? Có phải bố không? Thì nó bảo bố không làm điều này. Không phải bố đâu, bố không làm điều này. Nhớ điều đó, và đó là điều hôm nay tôi muốn kết luận bài giảng này. Chúng ta cần thì cẩn thận theo hành vi cử chỉ của mình. Đường đi lẽ đạo sự sống của chúng ta đã có. Đức Chúa Trời đã cho cái lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta để có những điều đúng và điều sai. Điều gì đúng thì chúng ta làm, điều gì sai chúng ta không làm. Nhất là đừng đổ lỗi cho người khác. Nhớ nghe bài học hôm nay tôi muốn dẫn mạnh điều này. Đừng có đổ lỗi cho người khác. Tại cái bà này bà nói tiếng Quảng Nam gì dễ ghét quá. Và không có thương người đó được. Như vậy lỗi tại ai? Người ta nói tiếng của người ta mà mình không thương người ta thì mình lỗi tại ai? Lỗi tại mình chứ đâu phải lỗi người ta. Đúng không? Một công điều là người ta không làm thì mình nhớ là đừng để ta làm. Đức Chúa Giêsu Christ không làm tội gì hết, nhưng mà Ngài nhận tội lỗi chúng ta bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta phải định tội Chúa đó, thì cẩn thận. Nhắc con bé đó, ông Giêsu không làm điều này. Nhớ nghe, Giêsu Christ không làm điều này nhưng mà chết vì điều đó cho chúng ta. Chết vì sự đền, vì mình là tội lỗi, cho nên Chúa chết vì tội lỗi cho mình. Đó là điều giống như con nít, nó tránh đi. Nó không nói tội lỗi của cha mình, bởi vì ông không làm.
Nhưng ngày hôm nay nhiều khi chúng ta đổ lỗi cho Đức Chúa Trời chúng ta, đổ lỗi cho đạo lý của chúng ta, đổ lỗi cho đường đi của chúng ta. Nghiên cứu Kinh Thánh không phải để tìm ra điều tốt, nghiên cứu Kinh Thánh để tìm những lỗi lầm nào đó không có thể giải quyết được trong khi chúng ta suy nghĩ về lời của Đức Chúa Trời, coi chừng cái nào thuộc về Chúa, cái nào thuộc về mình. Đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ ngày hôm nay. Xin mọi người đọc với tôi câu mà nãy tôi nói đề nghị đọc, đó là câu Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 25. Xin đọc với chúng ta hết cái câu này nhé. Được không? Rồi xin đọc lại. Lời Chúa còn lại đời đời. Đó là đạo tin lành đã giảng cho anh em. Một lần nữa. Lời Chúa còn lại đời đời. Đó là thành đã giảng cho anh em. Đó là đạo tin lành đã giảng cho anh em. Trong bài học hôm nay tôi sẽ nói về đạo tin lành. Thì đó là điều mà hôm nay tôi mới trình bày cho quý vị. Là lời của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi hết. Suốt đời này qua đời kia, từ năm này qua năm khác, từ đời đời này qua đời đời khác, không bao giờ thay đổi cả. Amen. Rồi chúng ta cùng nhau đứng lên và tôi xin mời Mục sư Nguyên lên cầu nguyện chúc phước cho. Hôm nay tôi giảng hơi mệt rồi. Xin mời Mục sư Nguyên.